Xin chào các bạn đang cùng quay trở lại với kênh đào tạo Lim Jim Optional, và chúng ta đang ở tập thứ hai của loạt video góc nhìn Lim Jim, là một cái dạng video hoàn toàn mới mà Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều cái kiến thức hơn và cái góc nhìn của Lim Jim từ một cái người làm designer và vẽ digital painting thực tế. Và trong tập đầu tiên thì chúng ta đã cùng bàn luận với nhau về cái chủ đề đó là có nên theo đuổi cái phong cách quá phức tạp trong digital painting hay là concept art hay không, và khi nào thì là cái thời điểm phù hợp để các bạn theo đuổi những cái phong cách này. Thì các bạn có thể view lại cái tập đầu tiên nơi mà Lim Jim đã chia sẻ rất là kỹ về phần này. Trước khi sang tập thứ hai và chúng ta đưa ra cái chủ đề của tập thứ hai, thì Lim Jim muốn nói với các bạn một vài điều, đó là cái series này là một cái series hoàn toàn mới của Lim Jim, và nó lấy của Lim Jim nhiều năng lượng hơn so với những cái dạng video khác. Bởi vì các bạn biết rằng là vẽ một một cái tác phẩm ở đó, một cái process rồi chia sẻ cho các bạn là những cái gì mà nó quá quen thuộc với Lim Jim, và Lim Jim đã làm cách đây một vài năm rồi. Thế vậy thì nó không quá khó đối với Lim Jim. Tuy nhiên, để mà chia sẻ một cái góc nhìn nào đó đòi hỏi mình cần phải tìm hiểu một cái gì đó, rồi là trăn trở, rồi những cái video này thường khi là Lim Jim phải thức đêm rất là muộn, và ngay cái thời điểm này đây đó chính là 12 giờ đêm các bạn. Lim Jim đang thức để quay cái video cho các bạn. Chính vậy thì Lim Jim mong muốn cái sự đóng góp ý kiến và tương tác nhiều hơn từ các bạn thành viên, và cái đặc biệt là các bạn fan của Lim Jim. Bởi vì cái loạt video này là cái loạt video hoàn toàn miễn phí, và Lim Jim có quyền không chia sẻ những cái thông tin này. Tuy nhiên, đây là một cái điều mà Lim Jim rất là mong muốn để tiếp cận đến những bạn khán giả mà đã theo dõi kênh của Lim Jim trong một cái thời gian rồi. Chính như vậy thì các bạn hãy là những cái người xem có trách nhiệm hơn, hãy tương tác nhiều hơn để cái loạt video này nó không bị đứt cánh giữa đường, và Lim Jim sẽ có nhiều những cái động lực và những cái câu hỏi hay hơn để chia sẻ cho các bạn trong những cái tập tiếp theo. Đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thì trở lại với cái tập 2 của chuỗi video góc nhìn Lim Jim. Thì các bạn đã biết rằng trong cái tập này Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tác phẩm được được vẽ bởi một bạn học viên trong khóa học Premium Course của Lim Jim. Đó chính là tác phẩm mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây, một cái tác phẩm của một bạn nữ học viên, xin phép không được lưu tên ở đây bởi vì bạn ấy không muốn Lim Jim lưu tên. Nhưng mà cái tác phẩm rất là đẹp và cầu kỳ, và bạn ấy đã quay lại cái process vẽ cái tác phẩm này dựa trên cái setup và tất cả những cái sự hướng dẫn của Lim Jim, và Lim Jim chỉ bổ sung cái con mèo này thôi. Còn bạn ấy là người tạo ra cái tác phẩm này từ sketching cho đến tô màu, thì các bạn sẽ thấy rằng một cái chút gì đó nữ tính ở trong cái tác phẩm này, và Lim Jim rất là thích cái việc sử dụng màu của bạn ấy. Nhưng lát sau đây thì chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về cái process này, và các bạn sẽ được xem nó ở phần tiếp theo. Phần đầu tiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề, và cái chủ đề này Lim Jim thấy là các bạn hỏi khá là nhiều, nhận được khá là nhiều qua mail và qua tương tác ở đây. Các bạn sẽ thấy rằng là như là chị Trâm Huỳnh này, đây cũng là một thành viên trong khóa Premium Course của Lim Jim cách đây từ nửa năm rồi. Không biết chị học thế nào rồi ạ? Thì chị ấy có nói rằng là hãy chia sẻ những kinh nghiệm, nhiều những cái job mà Lim Jim đã thực hiện, chia sẻ hướng dẫn các bạn ấy offer hay là gì đấy, được chưa? Rồi bạn Trương Nguyễn Quỳnh Như cũng là một bạn thành viên rất là dễ thương trong khóa Premium Course của Lim Jim. Bạn ấy thực hành rất là chăm chỉ và cũng hỏi Lim Jim khá là nhiều. Thì bạn ấy có đặt câu hỏi rằng là bạn ấy đã học rồi và biết chưa biết là học bao nhiêu thì là đủ để có thể đi làm ở công ty hay là làm một cái người freelancer, thường thì cần phải trang bị những cái gì, được chưa? Đó. Rồi bạn Nhi Lê cũng có cùng một câu hỏi, đó là không biết là sẽ nhận được những cái job freelancer ở đâu và như thế nào. Thì đó đấy, cái video này hoàn toàn là nó tương tác từ các bạn. Các bạn muốn Lim Jim trả lời cái vấn đề gì và thực sự là muốn chia sẻ cái góc nhìn gì thì Lim Jim sẽ thực hiện về nó. Và ngày hôm nay đáp ứng đúng yêu cầu của phần lớn các bạn,
đã gửi mail và comment ở dưới đúng cái cú pháp ở đây, thì Lim Jim sẽ nói chuyện với các bạn nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn về những cái job mà Lim Jim đã thực hiện. Là một cái người freelancer, là một cái người làm việc tự do ở trên mạng đó các bạn. Rồi, nhưng mà trước khi Lim Jim vào chia sẻ thì Lim Jim cần phải nhấn mạnh với các bạn một điều rằng là làm một cái người freelancer, là một cái người họa sĩ freelancer tự do ấy, thì nó không dễ như các bạn tưởng đâu. Nó sẽ đòi hỏi những cái kỹ năng, đòi hỏi những cái chuyên môn. Bởi vì nếu mà nó dễ quá thì rất là nhiều người đã ứng tuyển rồi, cái cơ hội công việc này sẽ không đến với bạn đâu. Chính vì vậy thì các bạn đừng hy vọng một cái gì đó dễ dàng. Hãy hy vọng rằng các bạn có thể khá hơn so với chính các bạn ngày hôm sau, ngày hôm qua, để trở thành một cái người tốt hơn, để có thể mạnh dạn ứng tuyển cho những cái job đó, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái job ngày hôm nay mà Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Trước tiên là đây, các bạn sẽ thấy rằng là Lim Jim mở ở đây một cái tab rất là dài, nhiều những cái tab khác nhau luôn. Trước tiên thì Lim Jim sẽ giới thiệu với các bạn hai cái job mà Lim Jim cảm thấy là nó rất là phù hợp để các bạn offer. Tuy nhiên thì có một cái điều mà Lim Jim hơi tiếc một chút ở đây, đó chính là những cái công việc ấy, freelance, thì các bạn có thể apply nó tùy cái từng thời điểm, không phải lúc nào nó cũng tồn tại, nó cũng sẵn sàng có cho các bạn. Rồi, để thì nói quá là nhiều rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần chính mà ngày hôm nay Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn về cái công việc ở đây nha. Rồi, và ngay sau đây thì Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn một vài trong số những cái công việc freelance mà Lim Jim đã đảm nhiệm cái thời gian trước. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cái công việc này, và Lim Jim sẽ giúp các bạn review một cách chi tiết cái cách để offer, cái cách để có thể làm bài test cho những cái công việc này. Chưa? Lời khuyên đầu tiên mà Lim Jim dành cho các bạn đối với những cái bạn thành viên muốn trở thành một người freelancer, đó chính là các bạn hãy update cho mình một cái CV, nó gọi là portfolio. Portfolio là một cái CV update những cái công việc của cái người designers. Các bạn làm bất cứ một cái lĩnh vực design nào thì các bạn nên tạo cho mình, tận dụng những cái thời gian mà các bạn chưa có việc ấy, các bạn nên tạo vẽ cho mình những cái sản phẩm riêng theo cái phong cách của các bạn. Các bạn update nó vào thành một cái portfolio để khi mà có cơ hội là các bạn có thể gửi luôn nhé. Các bạn đừng nghĩ rằng là những cái công việc dạng này nó không đòi hỏi CV, là chắc chắn không phải. Tuy rằng nó không phải là một cái công việc không hề có cái test, hay là CV không phải là tất cả, nhưng nó là cái điều kiện cần để có. Chính vậy thì lời khuyên đầu tiên là hãy chuẩn bị CV cho mình. Lời khuyên thứ hai cho các bạn đó là hãy search những cái thông tin về những cái công việc freelance mà các bạn tìm hàng ngày. Cái cách search, các bạn có thể tìm theo cụm từ, các bạn vào Google nhé. Tất nhiên là hãy tìm nó bằng tiếng Anh. Nếu các bạn chưa có thể, cái vốn tiếng Anh của các bạn chưa quá rộng, các bạn có thể dịch nó sang Google dịch. Các bạn search cho Lim Jim theo những cụm từ, ví dụ như là earn money with your designs, kiếm tiền bằng những cái thiết kế của các bạn. Và các bạn có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái trang web khác nhau đang chia sẻ. Cái việc tìm kiếm này nó không đảm bảo rằng các bạn sẽ tìm được một cái công việc tốt, mà nó sẽ giúp cho các bạn, Google sẽ phản hồi cho các bạn những cái thông tin. Nếu nó thấy rằng các bạn tìm kiếm thì sau này nó sẽ phản hồi cho các bạn những cái thông tin nó sát hơn, và cái cơ hội nhận được những cái job của các bạn nó sẽ cao hơn. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, đó là cái lời khuyên thứ hai của Lim Jim dành cho các bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào hai trong số những cái công việc freelance mà Lim Jim rất là ưa thích, và sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để có thể offer nó trong tương lai. Bởi vì hiện tại thì rất là tiếc là cái công việc mà Lim Jim đã từng làm ấy, nó không nhận job mới nữa. Nhưng đây là một cái công việc mang cái tính thời điểm, và các bạn có thể hoàn toàn có thể tự tin rằng chúng ta sẽ apply nó trong cái thời gian sắp tới, đúng không ạ? Rồi, đây là cái mail của Lim Jim nhá. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có hai cái mà Lim Jim cần chia sẻ. Cái đầu tiên, một cái trang web cực kỳ nổi tiếng mà các bạn chắc chắn sẽ biết, đó là Freepik. Các bạn biết không ạ? Rồi, Freepik đây.
các bạn sẽ search trên LinkedIn. Người Việt Nam thì chắc hẳn là đã làm design, đã làm designers, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta chắc chắn một thời điểm nào đó sẽ phải download một cái gì đó trên Freepik này, đặc biệt là Vectors. LinkedIn có thể khẳng định rằng là 80-90% những cái sản phẩm ví dụ như là banner hay là standy mà các bạn thấy trên thị trường ấy, nó có cái nguồn gốc hay là có những cái elements được lấy ở trên cái trang Freepik này. Đây là một trang rất là nổi tiếng. Và nó, cái công việc ở đây thì nó vẫn update thường xuyên cho các bạn nha. Các bạn sẽ thấy. Rồi, thì đây là một cái trang gọi là Toothpad. Toothpad là một cái trang riêng để chia sẻ những cái kiến thức theo dạng video mà như Lim Jim đang thực hiện đấy cho các bạn. Đây là một cái dạng level khó hơn để trở thành một cái người trainer trên Toothpad. Thì Lim Jim đã là một cái người trainer, và tất nhiên là phải dạy cái kiến thức, chia sẻ những cái kiến thức bên cạnh những cái việc mà mình biết kiến thức thì mình còn phải biết và giỏi về tiếng Anh nữa, mình có thể chia sẻ nó, quay video. Dạ. Rồi, thì đây là một cái bà tên là Belen Jules. Bà ấy là giám đốc sáng tạo của Toothpad, là một cái trang nhỏ hơn của Freepik. Đây các bạn có thể thấy art design, art director. Và một cái thời điểm trong năm 2018 thì bà ấy đã gửi mail cho Lim Jim là a new project from Freepik company. Các bạn sẽ thấy ở đây. Rồi. Thì cái trang Toothpad này bà ấy nói rằng là nó là một cái dạng trang chia sẻ những cái kiến thức về giáo dục, nơi mà những cái người professional designers, là những cái người thiết kế chuyên nghiệp, lại có thể chia sẻ cái công việc của họ và cái kiến thức của họ cho những cái người design không chuyên và học sinh sinh viên. Và bà ấy đã xem cái portfolio của Lim Jim và thấy rằng là nó có thể sẽ phù hợp. Đây là cái mail đầu tiên mà bà ấy gửi cái offer cho Lim Jim và làm việc rất là nhiều ở đây. Và Lim Jim cũng hỏi qua hỏi lại, tức là back and forth rất là nhiều. Và mỗi một cái khóa ở đây thì khi mà Lim Jim update lên ấy, thì Lim Jim sẽ có cơ hội là nhận được 400 đô la Mỹ cho một cái khóa học ở đây. Đó. Các bạn sẽ thấy nhá, nó là một cái hành trình khá là dài và rất là nhiều mail ở đây. Các bạn sẽ thấy nhá, thì ở đây không phải là một cái trang, không phải là một cái nơi để Lim Jim khoe khoang gì cả, mà chỉ mong muốn là chia sẻ cho các bạn sao nhỉ, cái cách để có thể tìm việc ở đây thôi. Thì khi đó thì các bạn sẽ phải gửi mail để hỏi tất cả những cái thông tin chi tiết đó, rồi và phải làm bài test nữa, chưa các bạn. Rồi, và cuối cùng ấy thì Lim Jim nhận được một cái contract to pay, commissioned, là cái bảng hợp đồng điện tử, nơi mà Lim Jim sẽ phải ký ở đây. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó báo với Lim Jim là tái ký cái hợp đồng này, nhưng mà Lim Jim không còn cái thời gian dành cho nó nữa. Chính vậy thì Lim Jim không tái ký hợp đồng nữa. Và đây, khi mà kích vào start này là chúng ta có thể tái ký cái hợp đồng này. Đấy, các bạn thấy nhá, Freepik Company này, rồi Contract to Pet Commissioned Work là ký cái hợp đồng làm việc ở đây. Rồi, đây là một cái trang đầu tiên. Thì Toothpad là một cái trang khó hơn để các bạn có thể làm. Tuy nhiên, hiện tại khi mà Lim Jim truy cập vào cái trang web này ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó vẫn đang tuyển dụng đó. Các bạn sẽ thấy nhá. Rồi, các bạn có thể truy cập vào Freepik, các bạn chọn là Become a Contributor, các bạn click vào đây. Rồi, thì các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn của nó, update cái CV của bạn vào đây đã. Khi update CV và update cái thông tin cá nhân của các bạn vào ấy, thì người ta sẽ xem xét cái CV của bạn có phù hợp không, và họ sẽ ghi lại cái mail. Chính vậy thì cái lúc này mà cái việc các bạn cập nhật một cái CV nó professional là cực kỳ quan trọng nhá. Rồi, thì để rút ngắn thời gian thì Lim sẽ cho các bạn xem một cái Freepik Company blog, là một cái người đã từng làm việc ở đây rất là thành công, đó là cái chị này, nó tên là
Adrenocortex, không biết là nước nào luôn, tên khá là lạ. Rồi thì cái bạn Adrenal này là một cái người expert, là một cái người chuyên nghiệp về watercolor illustration, làm cái dạng như vẽ tranh màu nước điện tử ấy, và đã làm việc độc quyền cho Freepik trong 2 năm rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là bạn ấy chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức hữu ích ở đây, mà Lim Jim sẽ click vào cái link này, sẽ để nó phần description để các bạn có thể đọc nhé. Các bạn có thể vào cốc cốc để các bạn dịch nó ra để dễ theo dõi hơn. Thì bạn ấy hướng dẫn rất là chi tiết cái cách để có thể kiếm được tiền ở đây đó. Thì thông thường ấy, khi mà đạt được 1.000 cái download, các bạn nhìn thấy trên trang Freepik mà rất là nhiều những cái elements khác nhau, chỉ cần người ta download free thôi và đạt 1.000 lượt download là các bạn sẽ có 2,5 đô la rồi. Và cái Freepik này là một cái trang cực kỳ lớn nên các bạn yên tâm là 1.000 download là nó trong một ngày là có thể có, nếu như các bạn làm được theo trend, không cần quá phức tạp, chắc chắn không cần quá phức tạp, chỉ cần làm flat thôi và nó trendy một chút. Ví dụ như là các bạn thấy rằng đại dịch này có rất là nhiều người làm về Covid và thành công chưa? Họ kiếm được khá là nhiều tiền ở trên cái trang Freepik này. Đây đây là cái trang đầu tiên mà Lim Jim chia sẻ cho các bạn, và các bạn có thể đọc trên cái đường link ở phần description nhé, nó vẫn đang tuyển dụng luôn. Một cái trang web thứ hai mà Lim Jim muốn chia sẻ với các bạn mà nó cũng có những cái cơ hội công việc hiện hữu và rõ rệt, đó chính là trang web Design Pickle. Thì các bạn có thể search theo cái cụm từ là Design Pickle nhé, nghe tên nó khá là lạ. Thì pickle nó là một cái dạng quả dưa chuột đấy, cucumber, nhưng mà người ta muối nó giống như là dưa muối của Việt Nam vậy. Thì cái tên này nó khá là lạ bởi vì, nhưng mà khi mà các bạn click vào cái trang Design Pickle thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái giao diện của cái trang web này nhé, Design Pickle. Rồi thì cái trang web này nó hoạt động tương đối khác so với những gì Freepik nó làm. Cái bước đi này Lim Jim không nhầm thì cái ông chủ của cái trang Design Pickle này đã gọi vốn trên Shark Tank của Mỹ và đã nhận được tài trợ rồi, và bây giờ nó đã trở thành một cái startup thành công. Thì cái cách thức hoạt động của cái trang này Lim Jim xin phép được nói qua với các bạn để các bạn nắm được sơ qua, đó là ở cái trang web này, cái platform này nó sẽ cho những cái khách hàng của trang web này thuê một cái người designer chuyên nghiệp theo dạng 1:1 chưa? Rồi giả sử các bạn có nhu cầu thiết kế thường xuyên, các bạn là doanh nghiệp, các bạn muốn thiết kế có được những ấn phẩm đơn giản thường xuyên ấy, thì các bạn đăng ký một cái gói ở trên này và người ta sẽ cử là cái cầu nối liên kết giữa designers và clients trên toàn thế giới luôn. Thế vậy thì đây là một cái trang web mà nó hoạt động rất là, nghe thì tưởng chừng như là không có cái đất để mà diễn, không có cái đất để mà kiếm ra ra cái benefit, cái tiền. Tuy nhiên nó lại thực sự rất là thành công. Và cái lợi nhuận đến từ đâu thì đây là một cái trang web của Mỹ, nó tính tiền theo cái giá mà một cái người designer sẽ làm việc hàng giờ ở Mỹ. Sau đó nó dùng cái tiền đó để nó thuê những cái người designer chuyên nghiệp đến từ những cái nước kém phát triển hơn, ví dụ như là vùng Đông Nam Á này. Chúng ta Lim Jim có thấy cái trang web này nó có tuyển ở Malaysia này, Philippines, Indo, Việt Nam, Ấn Độ, là những cái nước mà nó nhắm tới, có cái chất lượng của người designer tương đối là khá mà cái giá cả thì nó dễ chấp nhận. Nó không hướng tới Lào, Campuchia hay là những cái nước nhỏ hơn, bởi vì là có lẽ là cái chất lượng nó không được đáp ứng được cái kỳ vọng đó. Đấy thì các bạn sẽ thấy ở đây. Đấy cái platform của nó dạng là như vậy, và cái cơ hội công việc thì rất tiếc rằng là bây giờ khi mà Lim Jim đăng nhập vào cái career, tức là những cái công việc ở trên cái trang này, thì hiện tại nó không còn tuyển những cái vị trí liên quan đến designers nữa. Nhưng Lim Jim tin chắc với các bạn rằng nó sẽ còn mở rộng scale up và nó sẽ tuyển design liên tục trong cái thời gian sắp tới. Chính vậy Lim Jim muốn chia sẻ cái trang web này để các bạn có thể update và theo dõi những cái thông tin để có thể tìm kiếm được cái cơ hội công việc cho mình ở đây. Và bây giờ thì Lim Jim sẽ nói cụ thể hơn từng cái bước mà Lim Jim đã nhận được cái offer job ở đây, một cái mức lương tương đối là tốt khi mà chúng ta làm việc ở nhà từ thứ ba đến thứ năm. Và chúng ta sẽ thấy ở đây nhá. Đầu tiên thì Lim Jim tìm thấy cái công việc này này, nó ở trên Vietnam Works các bạn. Rồi
nó đăng ở trên VietnamWorks luôn. Đây, Design Pickle nhé, nó tuyển Graphic Design và Custom Illustrators. Nhưng bây giờ chắc chắn là khi mà click vào thì nó sẽ không còn thông tin nữa, bởi vì nó đã tuyển đủ designer rồi các bạn ạ. Rồi, thì đại thể là LinkedIn đã tìm trên này và offer thử một cái job đó là Custom Illustrators. Đó, thì khi mà LinkedIn apply cái job application ở đây ấy, thì đây là cái vị trí này, Custom Illustrator Position. Đấy, và nó đã báo rằng là LinkedIn đã pass cái first test, là cái update cái portfolio đó mà LinkedIn đã làm trong cái thời gian mình rảnh rỗi, mình update thường xuyên cho các bạn nhé. Rồi, và bây giờ thì sau khi vượt qua cái vòng đầu tiên đăng ký những cái CV, cái portfolio, thì nó sẽ dành cho LinkedIn 3 ngày này các bạn. 3 ngày, LinkedIn có 3 ngày để thực hiện cái test. Cái test ở đây gồm có 5 cái phần nhá, khá là khó. Đây, chúng ta sẽ xem ở đây. Trong này nó đã báo là LinkedIn đã completed, là đã hoàn thiện rồi, nên là không thể xem ở đây được. LinkedIn sẽ chỉ cho các bạn cái job đấy ở đâu nhá. Đây. Đây các bạn. Đây, LinkedIn sẽ nói cụ thể cho các bạn. Sau khi các bạn đã update portfolio và họ thấy rằng là portfolio của các bạn phù hợp ấy, thì họ sẽ đưa cho các bạn 3 ngày và thực hiện 5 cái task sau đây nhé. Một, đó là realistic portrait. Nó sẽ yêu cầu các bạn vẽ một cái tác phẩm. Các bạn không được chọn đâu, các bạn sẽ vẽ một cái tác phẩm mà nó đưa ra. Đó chưa? Đây, ví dụ trong trường hợp này LinkedIn đã vẽ Johnny Depp, các bạn thấy không ạ? Và phải vẽ trên phần mềm AI nha các bạn, không phải là Photoshop. Thứ hai là isometric, là một cái hot trend, và cái thời điểm hiện tại có rất là nhiều những người khách hàng tìm đến cái dạng này để họ thể hiện trên cái fanpage, cái landing page của họ. Yeah. Đây gọi là isometric, thì chúng ta cũng phải tạo ra một cái isometric cho cái trang web này. Thứ ba là character design, thì nó yêu cầu LinkedIn làm hai cái character design theo hai cái phong cách hoàn toàn khác nhau. Đấy, các bạn thấy những cái phong cách này LinkedIn cũng đã giới thiệu, mà các bạn thành viên premium course của LinkedIn đã thấy quen thuộc đúng không ạ? Rồi, thì LinkedIn cũng làm nó đơn giản thôi, bởi vì 3 ngày thì không có gì để mà chúng ta có thể làm được phức tạp cả. Rồi, một cái nữa đó là caricature. Caricature là một cái tranh biếm họa của ai đó. LinkedIn cũng làm nó hết sức là đơn giản thôi, kèm một cái ảnh GIF ở đây để gửi cho Design Pickle. Và cuối cùng đó là một cái logo dạng mascot. Đây, một cái logo mà LinkedIn đã làm và ứng tuyển ở đây, các bạn thấy. Nó không cho phép sử dụng nhiều màu, và đây nó có những cái order rất là cụ thể, là ví dụ bao nhiêu màu, màu gì được sử dụng thì nó sẽ cho các bạn luôn nhá. Các bạn chỉ cần follow thôi, và để ý rằng là đừng có quên những cái instruction đó là được. Các bạn thấy ạ, các bạn có thể sẽ phải nộp kèm với những cái sketch đó. Cái phần sketch của LinkedIn cũng sẽ nộp kèm nếu như được yêu cầu. Rồi, 5 cái bài test như vậy không hề đơn giản, mà thực hiện trong vòng 3 ngày nhá, để nó thử cái khả năng của các bạn có thể chịu được cái công việc đó hay không. Và nếu các bạn đã complete rồi ấy, đó, thì chúng ta sẽ còn một cái bước nữa. Các bạn thấy công việc này nó tương đối khó đúng không ạ? Như vậy thì cái mức lương cũng tương đối là cao. Mà LinkedIn nghĩ rằng các bạn có cái thời gian thực hành rồi, các bạn đã master được nhiều những cái phong cách khác nhau, đặc biệt là các bạn thành viên của khóa học Premium Course của LinkedIn, thì LinkedIn nghĩ rằng là các bạn chỉ thiếu một chút thôi, đó chính là cái trình độ tiếng Anh. Thì các bạn update, cố gắng trau dồi cái trình độ tiếng Anh một chút, bởi vì cái cơ hội công việc ấy, freelancer thì không thể làm ngoài cái khả năng tiếng Anh được. Dù là một vài trang web thì yêu cầu trình độ tiếng Anh đọc viết, một vài trang web thì cao hơn, ví dụ như Design Pickle nhá. Ở đây thì sau khi LinkedIn hoàn thiện ấy, thì cái trang web này nó báo cho LinkedIn là, ở đây nó sẽ báo cho LinkedIn là awesome tutorial, là nó đã xem trang cái trang của LinkedIn ấy, những cái hướng dẫn trên trang của LinkedIn, và nó rất là tâm đắc với những cái trang này đó, và nó quyết định là gửi cái offer chính thức cho LinkedIn bằng cách là nó sẽ, đây các bạn sẽ thấy nhá, đây các bạn sẽ thấy là sau tất cả thì LinkedIn có một cái, đây, Hey Johnny, nó báo LinkedIn là LinkedIn sẽ phải có một cái cuộc phỏng vấn trực tiếp thông qua Zoom
Đây, Zoom interview các bạn thấy không ạ? You're confirmed for a Zoom interview. Đấy. Sau tất cả thì Nim sẽ phải có một cái vòng nữa là vòng phỏng vấn trực tiếp. Và đây là một cái vòng mà các bạn không thể tránh được. Các bạn không thể giấu được cái vốn tiếng Anh của các bạn. Đối với Lim Jim là một cái người nói tiếng Anh rồi, như vậy nó không có bất cứ một cái trở ngại gì với Lim Jim. Nhưng mà đối với các bạn thì cái lời khuyên tiếp theo, đúng không ạ, nó sâu chuỗi đến những cái lời khuyên trước, đó là hãy cố gắng cho rồi khả năng ngoại ngữ của mình nhé. Đặc biệt là tiếng Anh, nó rất là quan trọng trong bất cứ lĩnh vực nào, và nó sẽ còn đóng vai trò rất là quan trọng trong tương lai nữa. Chính vậy thì các bạn hãy stay update và trau dồi cái vốn tiếng Anh của mình nhé. Và đó là tất cả những cái bước mà Lim Jim nghĩ rằng là từ khó đến dễ, từ những cái trang web như Freepik cho đến DesignPickle thì chúng ta đều có thể nộp hồ sơ tại nhà như vậy. Và cái trang web này nó trả cho một cái mức lương rất là hấp dẫn, đó là khoảng tầm đâu đó gần 1.000 đô, 950 đô cho 4 ngày làm việc trong tuần, từ thứ 3 đến thứ 5 các bạn ạ. Chính vì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ được xem một cái đoạn phỏng vấn trực tiếp mà Lim Jim sẽ chỉ cho các bạn luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng xem nhá. Okay. So you are currently earning at least $1,000 per month. Is that right? And how much is your expected from DesignPickle in this position? Yeah, so the starting rate, I'm gonna be honest with you at this point, Johnny, the starting rate that we offer our custom illustrators here is $5 per hour for a fixed rate 40 hours weekly. So that's $200 a week, $800 a month. And then after probationary period, it's $6 per hour for a fixed rate 40 hours weekly, which is around $960 a month. So I guess your expected salary is also out of our range. And then you will have to reconsider your application at this point. But given the information that I provided, are you still interested to continue with your application? Rồi, và đó là một đoạn trong số cái video, một cái cuộc họp dài khoảng 45 phút mà Lim Jim thực hiện cùng với một bạn. Bạn này là Tam Bunting, là một cái người phỏng vấn, chuyên phỏng vấn để có những cái designer hunting, là bạn ấy săn những cái người thiết kế chuyên nghiệp đến từ những cái vùng miền khác nhau đó. Thì bạn ấy có một cuộc phỏng vấn trong vòng 45 phút với Lim Jim và thảo luận rất là nhiều vấn đề. Ở đây thì Lim Jim không muốn che những cái giọng của Lim Jim ở trong cái video đó đâu. Tuy nhiên thì cái lần đầu tiên mà Lim Jim họp qua Zoom ấy, thì mình đeo cái headphone và mình bật cái record cái video, nhưng lại quên không bật cái record về cái giọng của Lim Jim. Chính vậy thì các bạn không nghe thấy giọng của Lim Jim. Còn Lim Jim không có cái nhu cầu phải che cái giọng của mình, bởi vì giọng của mình đã xuất hiện rất là nhiều trong những cái video rồi, kể cả giọng tiếng Anh nữa. Các bạn có thể search những cái video đó. Đó, thì trên hết đó chính là một cái quy trình nhá. Cái quy trình đầy đủ các bạn thấy rằng nó khá là khó đó. Nhưng bù lại các bạn chỉ việc ở nhà nhận những cái job hàng ngày và làm việc từ thứ 3 đến thứ 5 thôi. Các bạn nghỉ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và mức lương không tệ. Đâu đó là khoảng 1.000 đô cho những cái ngày đó. Tất nhiên là làm ra làm, nhưng đây là một cái mức lương mà Lim Jim nghĩ rằng là rất là hay. Rồi, và đó là hai trong số những cái công việc mà gần đây nhất mà Lim Jim offer, có được cái offer này và họ đồng ý hợp tác với Lim Jim. Thì các bạn thấy rằng là có khá là nhiều bạn ấy thì cứ nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm cái gì đó nó phức tạp, phải vẽ portrait, semi real hay cái gì đó. Lim Jim rất ấn tượng với những bạn đấy. Và Lim Jim thấy rằng mình còn phải cố gắng rất là nhiều để đạt được những cái trình độ dạng
cao cấp như vậy, nhưng Lim Jim không phải là một cái người đi quá sâu vào những cái vấn đề đấy. Mà ở đây cái video này Lim Jim muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là dù ở bất cứ trình độ nào, các bạn hãy phát triển theo thế mạnh của mình. Đừng nhìn đâu đó người người khác khá hơn, giỏi hơn mà các bạn đi theo. Như vậy thì cứ mỗi một lần các bạn nhìn thấy ai giỏi hơn, các bạn sẽ đi theo một cái lĩnh vực đó. Như vậy thì không có thời gian để các bạn tập trung vào bất cứ một cái lĩnh vực nào cả. Các bạn không cần phải quá xuất sắc, mà các bạn hãy là những cái người mà có thể đáp ứng được nhiều những cái nhu cầu khác nhau. Nếu các bạn muốn làm việc ở một cái công ty nước ngoài hoặc là muốn làm việc freelancer, các bạn thấy chưa? Và các bạn thấy đấy, những cái công ty nước ngoài này, những cái công ty rất là lớn, họ cũng đánh giá rất là cao những cái tút mà Lim Jim làm ở trên kênh của mình. Cái điều này nó cũng cho Lim Jim những cái động lực không nhỏ để tiếp tục làm những cái mà mình mong muốn thực hiện cho cộng đồng của mình. Trước đây thì Lim Jim hay bị tác động là ví dụ như là phải làm cái gì đó nó cầu kỳ, phải show off, phải khoe khoang cái khả năng của mình. Nhưng mà Lim Jim nghĩ bây giờ không cần phải có những cái nhu cầu đó nữa. Hãy làm những cái gì cho những cái người beginners, người ta hiểu và thực hiện theo được là Lim Jim hạnh phúc rồi. Chính vậy thì các bạn cũng hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn để Lim Jim có thêm nhiều những cái động lực chia sẻ thêm những cái giá trị cho cộng đồng nhé. Rồi, và cuối cùng thì Lim Jim cũng sẽ chỉ cho các bạn đây là một, hai trong số những cái portfolio. Đầu tiên thì Lim Jim gửi cho họ một cái portfolio và họ nói rằng là nó không phù hợp lắm với cái cách thể hiện của họ, và họ gửi cho Lim Jim hai cái portfolio mẫu này các bạn này ở trên Driver nhé. Thì Lim Jim cũng sẽ chia sẻ cái này ở ở đường link ở description luôn, các bạn có thể download về. Nếu các bạn nào chưa làm được cái portfolio thì có thể tham khảo ở đây. Các bạn thấy chưa? Tất cả những cái phong cách này nó rất là đơn giản và đây là những cái gì mà thế giới đang tìm kiếm các bạn ạ, không phải là những cái mà nó quá phức tạp đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản, kể cả những cái portfolio này. Đó. Các bạn thấy chưa? Lim Jim sẽ update nó và các bạn cố gắng thực hiện theo những cái này. Hãy đi theo cái con đường mà các bạn lựa chọn, dù nó đơn giản nhưng hãy master nó trước, rồi hãy đa dạng hóa và các bạn sẽ học được nhiều điều hơn trong cái chặng đường mà chúng ta phát triển nhé. Rồi, và Lim Jim sẽ dành thêm ít phút nữa để chia sẻ với các bạn một vài cái cách thức để các bạn có thể tìm kiếm, dù rằng là cái job ở trên DesignPixel không còn nữa. Tuy nhiên thì các bạn có thể hoàn toàn vào Google, các bạn search cho Lim Jim, đó là đó, ví dụ như how to earn money with your designs, cái gì đấy. Các bạn sẽ thấy rằng đây đây cũng là một cái đường link rất là hay mà Lim Jim sẽ để nó ở phía cuối nhá, để các bạn có thể tham khảo. Đây là 20 cái cách ấy để mà có thể kiếm tiền online bằng thiết kế nhá. Bạn thấy rằng nó có thể thiết kế ảnh GIF này, những cái nhỏ nhỏ cho các bạn rất là phù hợp, ví dụ như là emojis, stickers đó. Thì cái này Lim Jim nghĩ rằng các bạn có thể sẽ làm được, ví dụ icons chẳng hạn. Dạ, thì Lim Jim cũng sẽ gắn nó để các bạn có thể hình dung sâu hơn ở phía dưới. Dạ, và trước khi sang cái tác phẩm của một bạn học viên của Lim Jim, như Lim Jim đã nói từ ban đầu thì cái trang web cuối cùng mà Lim Jim muốn chia sẻ đó là cái trang này, Zazzle, nghe như là rổ giá gì đó ở Việt Nam, nó có vẻ như là traditional, có vẻ như là nó truyền thống một chút. Thì cái trang này nó sẽ cho phép các bạn bán những cái tác phẩm của các bạn trên Zazzle này, chỉ cần có người thích các bạn có thể đăng, và nó khuyến khích những cái sự sáng tạo rất là hay, có thể là rất là điên rồ, những cái phong cách mà chưa ai từng thực hiện. Thì các bạn hãy thử đi, thử bán trên này, biết đâu ai đó thích những cái tác phẩm của các bạn thì các bạn cũng có thể kiếm tiền trên này được nhá. Đây là cái trang web Zazzle nha các bạn nhá. Rồi, và đó, trên đây là những cái chia sẻ của Lim Jim, một phần đầu tiên khá là nói khá là nhiều đúng không ạ, và các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ có thể hơi thừa cái thông tin mà các bạn cần chất lọc thì không có, thì Lim Jim sẽ để nó ở phía dưới những cái mục mà Lim Jim muốn chia sẻ đến các bạn, những cái lời khuyên. Thì Lim Jim sẽ để mục 1, mục 2, mục 3 ở phần description, xin lỗi, để phần comment nhé, để các bạn có thể đọc dễ hơn và lựa đà để chúng ta có thể phát triển. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần mềm Photoshop, nơi mà Lim Jim sẽ chỉ cho các bạn một tác phẩm do
chính thành viên của khóa học Premium Course của Lim Jim thực hiện, và Lim Jim sẽ góp thêm cho các bạn một vài những lời khuyên nữa khi xem video này nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi, và có lẽ là để cho các bạn thay đổi không khí một chút và có thêm những cái động lực và cái cảm hứng để sáng tác nhiều những cái tác phẩm hơn để chuẩn bị cho công việc của các bạn sắp tới, thì trong video, cái đoạn cuối của video lần này thì Lim Jim sẽ chỉ cho các bạn một cái process thực tế do một bạn học viên siêu dễ thương của Lim Jim trong khóa Premium Course, bạn ấy tạo ra cái tác phẩm này. Thì Lim Jim ở đây chỉ định hướng cho bạn ấy về một chút về phong cách nhân vật mà các bạn ấy phát triển này, và một chút về bố cục, còn lại thì tất cả nhân vật và cái style là do bạn ấy tự chọn hết. Và phần cuối của cái tác phẩm này thì Lim Jim chỉ giúp bạn ấy bổ sung một chú mèo nhỏ, bởi vì bạn ấy có nói rằng bạn ấy thích pet, là cái thú cưng ấy, nên là Lim Jim giúp bạn ấy bổ sung thêm vào một chút vậy thôi. Và đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể theo đuổi một cái phong cách nó dễ thương, nó nhẹ nhàng, nó bánh bèo như thế này, nhưng mà nó cũng là một cái phong cách rất là trendy, và cái thực sự là cái cách thì dùng màu của bạn ấy là rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi cái tác phẩm này, và Lim Jim sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một chút, bởi vì trong cái video này nó đã mang tiếng là cái video về sao nhỉ, những cái chia sẻ của Lim Jim. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái chia sẻ nữa nhé. Hy vọng rằng các bạn không quá buồn ngủ. Thì trong phần đầu chúng ta tạm gọi toàn bộ cái phần trên hơn 30 phút là Lim Jim chỉ cho các bạn một cách cụ thể nhất những cái công việc mà Lim Jim đã từng từng làm, và hiện tại thì Lim Jim không còn làm nữa nhưng đã từng làm rồi, và cái cách chi tiết để có thể apply cho một cái công việc online như vậy. Thì các bạn có thể xem đó là những cái bước để chúng ta định vị bản thân nhé. Vậy thì ở đây thì Lim Jim chỉ muốn nói thêm với các bạn một vài ý để cho cái video này đỡ bị dài quá. Thứ nhất, các bạn hãy xác định mình đang ở đâu. Chưa? Thì cái điều này điều quan trọng. Các bạn xác định như thế nào? Các bạn hãy đặt những câu hỏi sau đây là các bạn đã tự tạo cho mình được CV và portfolio hay chưa? Và cái CV đó nó rất là quan trọng, và khi mà công việc đến ấy, thì các bạn có thể update những cái job cá nhân của các bạn liên tục vào và gửi cho họ, chứ họ không có cái thời gian để có thể chờ bạn đâu. Và những cái job này có rất rất là nhiều những người khác giỏi hơn bạn, và họ sẵn sàng gửi trước. Đúng chưa? Cái thứ hai các bạn có phải tự hỏi bản thân, đó là các bạn đã chủ động tìm kiếm những cái công việc online hay chưa? Thì nhiều bạn hay nghĩ rằng là công việc sao nó không đến với mình, nhưng hãy nghĩ ngược lại là chúng ta phải chủ động tìm nó. Công việc dù rất là nhiều và có rất là nhiều nguồn khác nhau, nhưng nếu các bạn không chủ động tìm kiếm hàng ngày thì chúng ta cũng sẽ không có nó đâu. Dạ. Thứ ba, đó là các bạn có dành thời gian để luyện thêm ngoại ngữ và tiếng Anh hay không? Đặc biệt là tiếng Anh, và Lim Jim đã nói với các bạn rồi, cái cơ hội công việc ấy, global, cơ hội công việc quốc tế, nó chỉ dành cho những bạn mà khá tiếng Anh trở lên thôi. Chính vì vậy thì hãy dành thời gian luyện một chút nhé. Rất nhiều người hay nghĩ rằng là chúng ta đã học cái này, học cái kia rồi thì không còn thời gian học tiếng Anh, nhưng không phải như vậy. Học tiếng Anh là một cái quy trình mà chúng ta có thể kết hợp với rất là nhiều những cái công việc khác. Thì Lim Jim ngày trước cũng vậy. Lim Jim vừa học design này, và cái thời gian buổi tối thì Lim Jim hay xem phim tiếng Anh này, hay là đi đến những cái trung tâm các bạn có thể học nhóm hay là lập câu lạc bộ gì đấy, thì nó rất là thiết thực để hãy nhớ rằng đó là một cái yếu tố không thể thiếu. Và sau này dù các bạn có muốn có một cái job ổn định và khá khẩm một chút thì hãy nghĩ đến cái chuyện học tiếng Anh. Dù các bạn trình độ là như thế nào thì hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, được không ạ? Rồi, và cuối cùng các bạn hãy hỏi bản thân, đó là các bạn có thực sự nghĩ rằng là bạn đã khá hơn so với chính bản thân mình của năm trước hay không? Nếu các bạn thấy rằng các bạn chưa khá hơn năm trước thì các bạn hãy so với 2 năm trước, các bạn có thấy bạn khác gì không? Các bạn có thấy rằng bạn đã tiến bộ một chút gì so với chính bản thân mình hay không? Nếu câu trả lời vẫn là không so với vài năm gần đây thì không phải là các bạn đang dậm chân tại chỗ đâu nha. Các bạn thực sự đang đi lùi, bởi vì với cái thời điểm hiện tại có rất là nhiều những người khá hơn các bạn hàng ngày. Các bạn đi ngủ thì họ thức để họ học tập, họ làm việc, họ khá hơn bạn là vì như vậy. Chính vậy thì
các bạn không phải là đang dậm chân tại chỗ đâu, mà chính là chúng ta đang đi lùi đó. Được chưa? Rồi, đấy là cái chia sẻ đầu tiên mà Lim Jim muốn nói với các bạn. Cái thứ hai đó là nhiều bạn thì đặt câu hỏi cho Lim Jim là cái cơ hội công việc này nó có kiếm được 1.000 đô hay không? Thì theo Lim Jim nghĩ rằng cái câu hỏi này nó khá là buồn cười, bởi vì là chúng ta, một khi các bạn đã xác định được mình ở đâu trong xã hội này, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng là chúng ta còn rất là non và xanh nếu chúng ta là những người mới đi vào lĩnh vực này. Chính vậy thì cái lời khuyên của Lim Jim dành cho các bạn là đừng đặt nặng cái mục tiêu kiếm tiền, kiếm quá nhiều tiền online nếu các bạn còn đang ở độ tuổi dưới 2 năm nhé. Các bạn mới ra trường có một vài năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này thì Lim Jim nghĩ rằng là các bạn hãy chịu khó làm nhiều những cái job khác nhau. Đừng nhìn những cái người quá giỏi, người ta nhận việc rất là dễ và người ta có thể làm được, thì chúng ta đừng so sánh với họ, hãy so sánh thực tế hơn, hãy làm những cái công việc năng nhặt chặt bị một chút. Thì chúng ta sẽ làm những công việc nhỏ nhỏ như vậy để tích lũy cái kinh nghiệm, các bạn hiểu không ạ? Khi các bạn làm được cơ hội những công việc đó, các bạn làm global cho một trang web này hay trang web kia, thì các bạn có một cái gì đó để các bạn nói chuyện với những cái công việc tiếp theo là tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở đây. Đó, cái điều này rất là quan trọng. Cái điều này thể hiện là gì? Khi mà Lim Jim làm việc cho Freepik, mặc dù là Tuped ấy, thì Lim Jim chỉ up có một vài cái video thôi, nhưng khi mà Lim Jim làm việc với những công ty khác, Lim Jim có quyền nói rằng tôi đã làm việc cho Freepik, cho Tuped, thì cái tên tuổi của mình nó sẽ nâng lên một chút và chúng ta dễ dàng có được công việc sau này hơn. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, và cuối cùng đó là đừng vẽ những cái gì mà bạn thích, phải không ạ? Đừng chỉ vẽ những cái gì bạn thích, xin lỗi các bạn là như vậy. Và hãy biến những cái mà xã hội cần thành những cái mà chúng ta thích vẽ cơ. Điều đó mới là điều quan trọng. Chính vậy thì các bạn hãy nghĩ rằng là xã hội thì cần cái gì và chúng ta phải vẽ được cái đấy, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta thích vẽ là chúng ta vẽ cái này, sau đó chúng ta kiếm tiền được, là không phải như vậy nhá. Hãy nghĩ thực tế hơn trong cái công việc của các bạn. Rồi, và trên đây là toàn bộ những thông tin mà Lim Jim chia sẻ trong cái chiếc video ngắn gọn này, ngắn gọn trong ngọt kem nha các bạn. Và hy vọng rằng cái video này sẽ cung cấp cho các bạn rất rất là nhiều những cái thông tin hữu ích đến từ góc nhìn của một người đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái lĩnh vực design này, thực chiến. Và hy vọng rằng sau cái video này, các bạn có thể tự ngồi lại, định hướng được bản thân, tự đặt lại cái vị trí của bản thân, xem mình đang ở đâu trong xã hội này. Và hãy ghi nhớ cho Lim Jim rằng là không có một cái công việc nào dễ dàng cả. Hãy đừng mong nó dễ dàng cho bạn. Hãy tiến bộ hàng ngày để đáp ứng được lại cái công việc đó. Và cơ hội sẽ luôn luôn tồn tại ở đâu đó quanh bạn nếu các bạn chủ động tìm kiếm, và nhớ rằng các bạn sẽ phải khá hơn bản thân mình của ngày hôm qua. Rồi, hy vọng các bạn sẽ thấy những cái video này hữu ích, và hãy comment một điều gì đó để ủng hộ Lim Jim. Mong sớm được gặp lại các bạn trong những cái chia sẻ trong tập thứ 3 của series Góc nhìn Lim Jim. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Just a memory, just a broken frame, and I know that I have